Còn mà làm thầy mà tâm linh mà chuẩn giống như cũng tâm linh là Đức Quỳnh Giáo Chủ nè, rồi ông Tây An, Đức Phật Trùm, ông Sư Giải Bán Phai đều là tâm linh hết. Sau là người ta tôn là vị Phật, bởi vì các vị về văn ngôn, về lời, về dạ đạo rất là chuẩn mực. Còn mình á, chưa có đầy đủ rồi mình nói chuyện không chuẩn mực nên người ta đâu có trọng mình. Thì mình tập đi, Phật Thánh làm được, mình làm được, thì thầy nói các chúng sanh thì cũng như ta, bị vô minh vọng tưởng ngoài ta nên lăn lộn. Ta bà khỏi khổ, ta bà khổ, ta bà lắm khổ, tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui đó. Cảnh thanh minh sen báo nực mùi, nào ai gõ cái vui tuyệt đáo. Nên cái sen báo, cái đài sen đều có, mà trong chỉnh mình phải thanh tịnh. Không có ai mà độ ai được. Bây giờ là đến cái thời kỳ này, Phật xả tội, Đức Thượng Thiên xả tội, thầy cũng xả tội, dạy đạo và các căn điển về của quyền là trở về của quyền ấy, chỉ biết sám hối để sợ để cầu. Thì con xuống hết cúng không cũng được, nhưng mà khi cúng không nó bình thường con đốt đèn, thì trên cõi, ở tất cả các cung cõi á, người ta thấy ở dưới này không biết ai cầu cái gì, người ta mới dùng thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, người ta nghe để ta hóa giải cho mình. Đó là sự cầu xin và cúng bái thành tâm. Để ở ngoài hả cô ba? Để trong cái nhà, có cái hàng ba con để trong cái mâm nè. Dạ. Cúng bình thường với mấy con là không có bán đất bán đây, cúng mừng ba. Dạ. Mà 13 cái đèn là đủ rồi. Con cũng sắp theo hình chữ dạng trong cái mâm vậy đó. Và ba chung nước mát, hay hoặc là con cái đầu bị nhức thì con mua trái dừa, con để ra 2 ly nước vừa, con cúng rồi con uống đó. Như vậy thì nó được thanh thoát. Mà khi mà thần kinh con căng nóng quá thì con mua chừng 10.000 châu thần hoặc 20, con góp nước ấm ấm vô, con ngâm 10 phút rồi con chặt trái dừa con để vô, để bổ túc cho thần kinh. Hôm qua cái thần kinh của mấy con mà nó vậy là nó tiếp nhận nhiều quá, gọi là nó bị, tức là bị yếu á, các cái hệ thần kinh bị yếu á. Con bị nhức cái giò, con dán cái gì vậy cô ba? Cái đó nhất là do bệnh, phải thuốc men. Rồi uống vô con bị thần kinh tả thôi, xíu xác nè, cũng bị tùm lum rồi dán tùm lum hết. Thân tứ đại mà đâu có giờ mà không có. Nhưng mà đau nhẹ trị hết, có người đau không chết, có người chết khỏi đau. Nên á, mình tu như thế nào mà cấp này đó mình được quan hỷ, mình hiểu biết và mình sống được. Xã hội này mình đầy đủ, giống như cái người ta không tu như nào chân mà nó có học lực, mà nó có trí huệ, nó qua tâm linh là nó là ok rồi. Còn á, mình dốt, mình phải có thanh tịnh thì mình mới sáng được. Mình không thanh tịnh, mình không biết gì. Đó là có những người ham làm thầy mà tào lao bắt xé không biết gì ra làm thầy. Tức là đưa vào một cái tà pháp. Nên ở bên Tân Sư Ni, bên nhà Phật giáo, người ta chê là cũng đúng. Còn mà làm thầy mà tâm linh mà chuẩn, giống như cũng tâm linh là Đức Quỳnh Giáo Chủ nè, rồi ông Tây An, Đức Phật Trùm, ông Sư Giải Bán Phai đều là tâm linh hết. Sao là người ta tôn là vị Phật, bởi vì các vị về văn ngôn, về lời, về dạ đạo rất là chuẩn mực. Còn mình á, chưa có đầy đủ rồi mình nói chuyện không chuẩn mực nên người ta đâu có trọng mình. Thì mình tập đi, Phật Thánh làm được, mình làm được, thì thầy nói các chúng sanh thì cũng như ta, bị vô minh vọng tưởng ngoài ta nên lăn lộn. Ta bà khỏi khổ, ta bà khổ, ta bà lắm khổ, tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui đó. Cảnh thanh minh sen báo nực mùi, nào ai gõ cái vui tuyệt đáo. Nên cái sen báo, cái đài sen đều có, mà trong chỉnh mình phải thanh tịnh, mình mới minh mẫn, mình mới nhận được cái hương vị của, nghĩa là liên hoa. Còn mình còn tham này, còn sân này, dốt nói chuyện, nói ông thánh ông thần, nói chuyện đầu cầu này bắt qua tới là cái cầu khác, nó thật sự cầu mấy nhịp mình nói cũng không gành nữa mà xưng lớn. Nhưng những người dốt thường hay xưng ông to bà lớn, vì cái người ta biết chuyện, người ta xưng cậu bé nè, xưng cô bé nè, xưng cô tiên rồi bình thường. Nhưng mà các vị đó có thử khi bệnh trưng thượng thiên ta xuống, của tam toàn ta xuống nữa. Nhưng ta người ta giống không, giống như là ông trưởng tướng đại tá gì đó, ông muốn về thăm quê, cái ông lột cái lon bỏ ông túi, ông đi bình thường, bận bộ đồ xe dinh bình thường. Còn mấy thằng lính á, nó về làng nó muốn khoe, cái nó đeo cái lon lên, cái nó mua bộ đồ, ông đi cà nhõng cà nhõng, cái bình thường ta thấy tưng tửng không sao, mà lâu lâu ngày cái ta bắt à. Nó như vậy thì quý vị nhớ câu nói đó, là nói cho các cái phần không biết mà xưng cho cao thì ở trên nó sẽ phạm. Thì đúng cái kỳ là ở bên trời đưa xuống, Đức Thừa Thiên đưa xuống thì sạc phạt cái xác. Phạt cái xác là với ông đó bằng thầy mười mấy năm mà ông đau hơn người ta nữa. Đó là mình không chuẩn mực.
con có chứng mực thì có phạt, như con nè, dịch cô cũng bị phạt muốn chết. Bởi vì ai nói ham bà Chúa, nó ai nói lên bà Chúa lãnh lệnh cho cô được, cô kêu má cô cũng kêu nó, vì bả bên thánh mà bả bên lực bả hành chết luôn chết xuống vậy. Còn bên cô Ngọc Hoa, cô về là ngủ ngon, ăn ngon, ngủ khỏe. Tối ngày cô ngồi không biết tê dò cảm gì, nó khỏe, đừng nói tới cổ tu hạnh Bồ Tát. Còn bà Chúa tu theo lực. Trước hết, bà muốn trừng trị người ngoài, bà phải, bà còn nội tổ ngoài tà, bà trị cái xác. Cái xác có lúc bà nói mà cô không thấy, hồi đó các chồng biết đâu. Nó nói mà gán tu theo Chúa đi, sao xác giàu lắm, nói chuyện nhảm nhí. Nghèo muốn chết, có 20 công ruộng làm gì giàu. Nhưng mà thật sự á, tới cái chuyện chơi cơ ơn trên mà báo đáp rồi nói cho con nghe, nói cho mấy trong cộng đồng nghe, mấy người nghèo, cô là bị trắng tay luôn, thầy mới dạy nó cho con họ lặn lội đêm ngày học cô học dạy cho đời con nên, tức là cái gì hương vị mùi vị gì cô bị phản biện nhất là một là nói mỗi người nói hở cái tôi bị bùa bị yếm, là nói rồi cái đầu cô nghe cái chát là cô phản biện rồi. Hồi xưa cô ở dưới chỗ ông có hai vợ chồng đó kế bên nó đau, cái người ta đi coi thầy, mấy bà thầy nói cô yếm, nó bữa nào nó cũng chửi cô tới bỏ xứ đi. Nên cái phản biện phản diện cái chỗ mà nói bùa yếm là cô đã có một cái oan uất, cô ôm cái tức trong lòng nhưng mà tới bây giờ cô quên đi. Nhưng mà khi ai nhắc lại cái thức của cô nó còn nhớ, nó phản biện dữ dội. Đó là nói về buồn ngại. Thứ hai á, cô đi làm cho người ta, cô ở chỗ này chỗ kia, cô hành đạo như vậy, cô phải lang thang 6 năm, nó nghèo thôi. Không, thế gian này nếu ai mà tả được nghèo như cô là cái chuyện đó là ít có rồi. Bởi vì hồi đó đời bao cấp nó nghèo dữ lắm, chứ bây giờ nó nghèo đỡ, đi lụm bọc ăn thì cũng sang hơn hồi đó nữa. Cô chỉ nói sơ vậy thôi. Thì bà Chúa về bà nói thôi, xác gán trả cái nghiệp 15 năm. 15 năm cô không nói tài nha, người ta lại cúng dường gạo nè, nước mắm, nước tương. Hồi đó con trai trường, nước tương, bột ngọt, đường đồ được. Còn mà nhận một đồng tiền là về đau, tới hết tiền thôi, nên cô không dám nhận tiền ai hết. Tới như 15 năm như vậy là cô nghèo thôi, ngủ mà không có cái giường ngủ. Người ta mua cái giường thao lao, con biết không? Chẳng những là ông Khánh Hòa Tự ông thấy cô ngủ dưới gián chệt đó, mới mua cái giường tặng cho ông quý cô. Ông mới mua cái giường tặng hồi đó mấy trăm ngàn đó. Trời ơi, có cái giường với bộ đồ bà Úc Si cho cô ngồi tối ngày cô dòm vậy nè. Ham, hồi đó đời bao cấp mà bận đồ như Di Thung mà được bộ đồ đó là bán 20 giả lúa mua mới được. Cái bà ngoại bà hỏi quản lý, mày mặn gì mày ngồi dòm quá, nó trong sáng ghét. Đem cái giường vô nằm trên giường cho nó nhẹ nhàng, nó nằm ở dưới có khi mình không bằng cái nằm có cái giường. Chứ thứ hai nữa, mai bộ đồ bận thấy bộ đồ đen mà xô xít rồi đó, ham quá trời. Cái ngoại nói trời mày ham ham mày cũng ngủ cho tao thấy, mày thức mày dòm lào lào hoài. Nó ngủ không được, ham trong lòng ngủ không được, trong kiếp sáng. Sáng con biết sao ở trên hành không? Bây giờ mà mấy cái căn hành chưa bằng một phần gốc lẻ của con nữa là nó điện nó gên tối ngày. Cái sáng cái ở trên cô qua về nè, là cô qua mà đi sát cô tự bây giờ nói chuyện với con. Cô nói cái căn sát còn nặng lắm, con nhận tiền, nghiệp con không hết, con đem trả lại cho người ta đi con. Gán 15 năm thì sao con giàu, chưa chắc ai hơn con được. Người ta giàu á, ta chỉ có tiền thôi. Con giàu giữa tâm linh đạo đức của người tôn trọng, tức là trên giàu dưới thớt, dưới một người trên nhiều người đó. Con đem trả lên đi. Mà cô trả cái chổng mà cô không tiếc khung, mà cô cầm bộ đồ sơ xít đen rồi đó, cô trả lại. Cô như cô là muốn khóc đi. Tại vì biết sao? Vì cô quá ham đi, mà cô không may được bộ đồ bằng nữa. Còn bây giờ quý vị mà bị hành có bằng cái lẻ của cô đâu, cô không được nữa, cô đem trả mà ngồi ngồi cái cô khóc. Tối cái cô ngồi cô tưởng nó trời, muốn tự giận chết cho rồi. Không lẽ giờ có hai đứa con mà đi uống thuốc, tự giận bỏ nó ai nuôi, rồi bà ngoại già mình ai nuôi, rồi ông ngoại già mình ai nuôi. Mình phải nuôi ông ngoại bà ngoại với hai đứa con, rồi chồng thì cấp đó, ổng đi làm xa đó, rồi ổng còn nuôi em út nữa. Nên chỉ chia sẻ mình có một ít thôi. Như vậy cái mình đau lòng, mình muốn tự giận đó. Chứ không phải mấy em bây giờ chưa có định đồ tự giận, chứ chỉ muốn chết mấy lần, thuốc ngủ tao uống lần, đồng tim bệnh xỉn, xỉn bẩm sinh. Nếu tối không có nằm được mà ngồi, tính là ngồi gì nè, là ngồi rồi niệm Phật tới buồn quá, gũ xuống là ngủ thôi. Như vậy là 6 năm trời đó. Thì tới cô nói là không ai tin, đến Thanh nói đó. Cái cô nằm bao thấy bà già, bà lợi bà đem thuốc bà chích, mà cô từ nhỏ tới lớn không chích thuốc được. Cái bà chối là bà nói bà chích vô gì, bà chối là chích mũi thuốc găng của cô nè.
là trở thành cái một người là cô hết xỉu. Nhưng bây giờ là lại là còn cái khi nào khi cô mà uống mát, ăn mát vô thì cô vẫn bị xỉu nhưng rất là nhẹ. Cô uống thiên môn bổ phổi là hết thôi. Đó con thấy không? Cái căn bệnh xỉu hình như là nó có mà các cái căn duyên nó đều dính đó. Mà cái căn cao chừng nào bị cái nấy cô lầu cô ngủ không được. Gầm tháng 10 là nó xỉu tới 16 tháng giêng. Cái ngày gầm tháng giêng cô cúng rồi cô mừng quýnh là tới 16 tháng giêng là cô hết xỉu rồi. Mà nó dậy suốt là mấy chục năm trời, con hiểu không? Là đi nói đạo, nói từ sáng tới chiều người ta mà đó đông, cô tiếp ngày 40 người. Đông hơn bây giờ rất là nhiều mà cô còn trẻ, cô đủ sức để tiếp. Nhưng không có quay lên đu tóc thôi. Là nó không xỉu mà khách về hết là tối vô nằm cái kiểu này là ngồi gì chứ không có ngồi ngửa được nữa. Đó con thấy không? Còn bây giờ mấy con đau đâu có bằng cô hồi xưa. Vậy bây giờ vẫn còn bệnh hoạn luôn. Mình nghĩ bây giờ tại vì cô mà quyết làm thiện nhiều và không có làm bậy bạ là cô nghĩ cái thân cô không có sống dài. Bây giờ cô bệnh quá trời bệnh. Mình làm này kia chặt rồi gửi khi mình chết mình mang tội. Nên khi đó cô chỉ làm cái gì? Cô chỉ lấy nửa còn nửa cô tự tu mà. Nên là em không tin em hỏi hết nhà đó. Cô có tiền cô giống như 1 triệu, cô chỉ xài 400, 500, còn bao nhiêu là cô sẽ có chỗ để cô cho. Bởi vì cô nghĩ cô sẽ chết, chứ không sống dai rồi, cô gây cái tội rồi ai lãnh cho cô. Đó như cái bà đó là để là mằng biết bao nhiêu, để lại mấy chục công đất, để bố thí chỉ có 40 tấn gạo với 8 tấn cá mà con nó không cho bón, bán 2 công đất là đủ rồi, đúng không? Thành ra trước khi mình muốn bố thí, muốn làm gì thì giác ngộ trước hơn để khi sau. Đó là cô nói vậy, đây là cô cũng gửi gắm tâm tình giữa cộng đồng mạng với những em mà bị hành. Em bị hành chừng nào cao chừng nào cái căn hành nặng chừng nấy, còn hành thấp là ít đó. Mà cái bậc bực cao là hành thôi, không có chỗ nói luôn. Rồi tán gia bại sản đất cát bán hết tới đi ở đợ làm mướn. Rồi bà mới nói là sao con giàu lắm. Cô đâu có tin, nên bị bà hành tôi nói chuyện sao mắc cỡ quá. Bây giờ nó đói gần chết luôn mà nó khổ mà cái gì cũng không được mà nói con giàu không ai mà giàu bằng. Vậy mình không tin. Nhưng mà con biết không, tới cái lúc giàu thì ở trên cho biết rồi. Hồi trước đó có cô Tám đó, bên cái chỗ chị bán đó, cái bà nói cũng như cô đâu có biết làm cò đất buôn bán gì đâu. Cô sống tu hành thật sự là cô là một người phụ nữ đồng quê sông nước chân chắc thật thà thiệt tình chứ không có đóng vai. Nhưng một ngày nọ bà nói là bà dạy là phải làm cò đất buôn bán mà cô quen lớn quá nhiều mày không làm gì đừng kiếm ăn đừng sống. Thì cô âm thầm cô làm 2015 tới giờ đó, cô làm lai gai mà cô không có vốn, cô cầm cái sổ nhà đất cô sạc cầm 300 triệu cô làm. Thì em biết trong cái thời mở trên năm 2017 là cô nó nở rồi, 2019 là được Nguyễn Dũng nó quay lên lưu tấp rồi quen lớn. Cô Mạnh Thường Quân cũng cho tiền cô nhận được ít nhiều. Chứ tiền cô làm giàu về mà nhà cửa đất đai thì không phải là tiền Mạnh Thường Quân mà tiền cô mua đất qua là bán qua bán lại. Như vậy thì cô mặn tới cái lúc mà cô được ba cái nhà để làm đạo xong rồi đó thì ở trên nói con câu à, như vậy đã đủ rồi, bà mới cấm tu đi, đừng đòi hỏi nữa. Như vậy cô mua cái nhà của bà Thiện đó, 1.2 tỷ người ta chịu giá bán 1.4 tỷ rồi. Đó, xong là chồng, nhưng tờ giấy tới giờ nó là lận đận làm không được. Cô phải lấy cọc 4 người như vậy đó. Cô đều trả cọc hết, cô không bán được cái nền nhà. Là bà kêu dừng lại, cô bán không được. Bây giờ cô nè, một đống là cô cầu cho mấy quý vị là bán. Mà cô bảo đảm là cô cầu xin là quý vị sẽ bán được nhiều ít. Nhưng mà ở trên không cho cô bán cái nền nhà của bên mua của chị Thiện đó. Là cô bán không được. Như vậy đừng nói mấy em, ở trên mà chặt rồi thì không làm gì được hết. Tới cô là 2 năm trời, cô chỉ bán miếng đất đó ra bây giờ là bán được chừng 1.8-2 tỷ thôi. Thì cô trả nợ 500, cô còn 1.5 tỷ. Cô chia cho con cái còn lại ít 100 triệu cô gửi ngân hàng kiếm sống. Rồi cái tiền bạc của đàn na thí chúng mà cúng hàng ngày đó thì cô để làm từ thiện hết. Cô sẽ không nhận một ten đồng nào hết. Để mà vì cô già rồi không biết chết chừng nào, cô trồng lại một cái cây phước đức đó. Mà cô muốn vậy cũng đâu có được đâu, số phải ăn của chúng rồi. Bây giờ không có thì cô buộc lòng không ăn nhiều cũng phải ăn ít. Nên mình muốn dứt cái nghiệp trần cũng chưa chắc là dứt được. Bảo đảm con phải gõ nghiệp duyên trần cấu tạo. Cái duyên trần đã kết rồi thì chỉ có một cái ước ôi nhỏ xíu của cô là bán được miếng đất để cô ăn dưỡng và cô
có tiền cúng dường bà gia có tánh con. Cô hứa với bề trên là con phụng sự cho nhân loại, cô không sẽ không nhận tiền đó vì cô có tiền. Mà bây giờ nó, cô có tiền, cô kẹt vô miếng đất, bây giờ buộc lòng cô phải ăn của chúng rồi, phải không? Như vậy thì cái mà có duyên mình ăn của chúng, mình không thể nào mà là không vậy. Thì cô hỏi bề trên tại sao không cho con, vì con muốn là con tự có, con không độ của chúng. Thì bà mới về nói một câu, mấy em tin là nói sao? Hồi xưa Đức Phật đắc đạo rồi, mà khi Sĩ Đạt Ta đắc đạo làm Thích Ca Mâu Ni, Ngài vào muôn khê vạn trượng, nhưng mà Ngài vẫn đi bình bát thất thực để gieo duyên với đại đồng, gieo duyên với tứ chúng. Nên sát thể đừng nghĩ rằng mình ăn mà có tội, mà không ăn không có tội. Có tội là ở trên giao phó công việc mình không làm rồi. Còn mình ăn để mình lo cho đại chúng, con lo tu và giúp đời, thì trong đại chúng nó sẽ cùng con có phước đó. Mình ra bà nói vậy thì mình an lòng. Mà khi mà cô có lại, cô mới tin bà chú xứ đó. Chứ cô không tin bao giờ, vì cô nghèo gớt mùng tơi, gơi mùng nách, quá trời nghèo luôn. Mà cái thời gian nào để định là giàu. Như vậy cô có 14 công đất thôi, cô bán mới làm vốn. Cô dây thêm tiền nhà nước, cô mặn thêm mặn thêm. Thì giống như là cái ở trên giúp rồi, cái hoa nó bắt đầu nở. Thì hôm nay đó cô là ra độ đời 40 năm, thì tới 35 năm thì cái hoa nó mới bắt đầu nở. Bây giờ thì cô sướng thiệt đó. Như vậy thì em biết không, thời gian cô từ cô ra đời, cô độ bệnh là 24 tuổi, cô làm thầy tới cái năm 64 tuổi thì cô mới hoàn hảo, là nhẹ nhàng sung sướng. Còn thời gian trước cô cũng vẫn cực, cô vẫn đi, con thấy lên mấy cái lúc đầu đó cô đen thui xấu đó, là cô đi làm ruộng, rồi cô đi mằng cỏ, rồi cô đi trồng gãy, rồi cô tắm với nước khoèn. Nên nói sao bà giờ đẹp, bây giờ cô ở nhà không à. Đó, cái sương nắng là cô không có dầm sương dãy gió nữa. Chứ trước là cô hà tiện lắm, đi mằng cỏ hay trồng trọt, cấy lúa gì cô cũng phải tự làm để nó giảm cái phần kinh phí, con hiểu không? Thì bây giờ mấy con đừng có nói là tôi đau nhiều đau ít mà không được. Cô tâm sự này là cho tất cả quý vị nghe trong cộng đồng mạng, là ai mà có khổ mà nó khổ tột cùng thì hãy nghe lời tâm sự của cô Hoa Lý. Đứa này là xác thể, là tính ngộ. Suy nghĩ cái bệnh mình cứu không được, cứu ai cũng nhiều đó hoài, bệnh hoài cho mình, sao mình cứu mình không được. Cô lão chú trị bệnh một ngày 40 người vậy đó. Tới cái cơn bệnh cô vẫn bệnh, bệnh mà còn hơn người ta nữa. Vậy mình nói mình bệnh mình cứu không được thì người ta không lãnh nghiệm người ta con. Tại con không biết. Dạ. Cái khi mà con làm mà thầy á, bởi vì cô sợ làm bệnh lắm. Cái thầy có con bé đó nó ngủ không được, cô phải sáng đêm rồi cô ngủ không được. Cô nói cái người này á, nó bị chức cô biết không? Đau tim. Cô là chưa bị bao đau tim bao giờ. Đau tim mà lại nó lối cái tim cô nhỏ bữa Bình Dương xuống đó, nó lối cái tim cô ngủ không được. Thì cô đã đau tim. Còn cô bị cái chân thì cô biết cái người đối diện là đau chân. Nên nó con, còn con cái người đó mà nhức đầu thì khi đó con bị nhức đầu ơi là nhức đầu, thì cái đòn xuống con biết là có người bệnh gì đau đầu. Nghĩa là mình lấy cái bệnh của mình, giống như ông Phục Phi vậy đó. Mình coi cái bệnh người ta, cô coi đặc biệt coi như bác sĩ luôn. Cô chỉ coi cái bệnh của cô nói người ta. Đó giống như nó chạy nó lối cái người là bệnh lại coi cô nói quý vị bị thần kinh liên sườn. Tức là cái nó chạy mà nó lối đó. Con biết không, viêm gan nó cũng bị lối, nên mình phải học hỏi từ một góc độ để mình vừa cái kêu người ta đặt bàn sám hối tu hành. Đau là do nghiệp, mà nghiệp rút rồi là bệnh sẽ hết. Rồi chính mình đó là sao, mấy ông thầy không có ai chết dạ chân, chết sùng sồn kẻ không, vì đạt nghiệp người ta, hiểu không? Bây giờ người ta bây giờ ngũ hành với tất cả bây giờ đang hành cái người đó cho người ta sám hối, cái mình có lĩnh bề trên cái lợi, cái mình không cung không kêu trơn, cái không có kêu sám hối, cái tự lên cái mần ta nể mình, vuốt mặt nể mũi người ta đi cái hết, cái là người ta ôm cái phần vô vi đó, ta quán mình rồi, ta quán rồi. Nên con thường bị như vậy là gọi là bị phản biện đó, giống như người ta không thích mình ta phản biện, giống như bình luận mà mình nói trong YouTube mà không vừa người ta sẽ bình luận chê trách mình. Đó là cái phản biện rất là rõ ràng của vô vi và hữu hình. Nên cái khi mình làm bệnh trước hết, cô phải kêu cái người bệnh đó đi giái đặt bàn cúng 7 bữa 9 bữa rồi lên cô mới giúp. Vậy cái nghiệp nó nhẹ đó, con hiểu không? Độ được người ta tu thì của quyền ta mừng lắm. Còn con cháu nó không có tu, của quyền hành cho nó sợ nó tu, cái mình lại mình làm hết, nó đâu có sợ, nó đâu có tu, con hiểu không? Nên
cái nghiệp đến với những người thầy là người đó không tìm sâu thấy xa. Rồi thôi, hôm nay cũng kết thúc cái bài gieo của Dương Cầm. Và con hỏi cái ông Hổ bây giờ cầu nguyện xong để cho ông không có mãi không, ông Hổ phải về xác mới được. Bây giờ cô mệt quá, cô nghĩ nếu em còn ở đây thì tối em trở lại cô sẽ giái cho cả hai vị về. Rồi khi về rồi thì xin vị không có quậy nữa thì cái ông độ mạng của em mới được. Bây giờ cô cứ xin sáng tổ mình tạo qua. Trời ơi, cô tính nghĩ ba mà sao mà nãy giờ cũng nói chuyện con ba mà sao mà cái tên này đó là điển, cô nói điển ở trên là đã tiếp, cô tiếp điển từ giờ cô mới nói đó. Mới con chạy gần mình hết chưa, không có gì, có căn gì con đến đây lần thứ nhất. Thì đó giờ con chưa có gặp cô ba lần này, mới lần đầu tiên. Nhưng hoàn cảnh con vậy đâu khổ quá trời khổ, nhưng cô ba có thấy những gì cho con, giúp cho con thì dự tụi con nói trong lưu tấm này nè, là nghe rồi biết rồi cúng lại cầu nguyện rồi sám hối sinh thì nó sẽ hết khổ. Dạ mới xuống hả, con có giống niệm cho má nãy giờ quá trời má ban hồi đây, má ban hồi đây.